Ok rồi, xin chào bạn. Thì là cái tựa đề Guido, thì trong clip này mình sẽ trên tay nhanh rồi xem coi là cái phiên bản mà GoPro Hero 9 Black vừa mới ra nó sẽ trông như thế nào. Thì mình cũng nói trước luôn ha, thì đây chỉ là một cái clip trên tay nhanh thôi, còn những thông số kỹ thuật hay là những cái tính năng gọi là chi tiết nâng cao á, thì mình sẽ dành ở một cái bài viết chi tiết mình để bên dưới phần mô tả á, cũng như là khi nào mình trải nghiệm lâu hơn mình sẽ chia sẻ kỹ hơn. Rồi thì cái GoPro này á, thì mình mượn được bên ngân hàng mang quen ha, và cái giá lên kệ của nó sẽ khoảng là 12 triệu. Đầu tiên mình thấy là về cái thiết kế á, thì cái cảm nhận đầu tiên của mình á, đó chính là cái kích cỡ của nó sẽ to hơn một chút xíu so với phiên bản mà Hero 8. Thì ở đây mình đang có một phiên bản là Hero 8 nè, đó mình sẽ đặt cạnh luôn để mình nói cho bạn dễ hình dung. Thì cái điểm nhấn đầu tiên đó chính là năm nay phiên bản mà Hero 9 mới á, thì GoPro đã trang bị cho nó là một cái màn hình phụ ở phía ngoài như này ha, và cái màn hình này nó cũng là màn hình màu luôn, cho nên là nó sẽ giúp bạn có thể mình khi mình chụp hình hoặc là mình quay selfie á, thì nó cũng sẽ thuận tiện hơn so với lại Hero 8, thì nó chỉ đơn giản là những cái màn trắng đen và nó những định thông số cơ bản mà thôi. Thứ hai là về cái phần nắp này á, thì trên phiên bản mà Hero 9 á, thì Google đã thiết kế cho nó thể tháo rời được để bạn có thể thay thế được những cái phần nắp bên ngoài để mà có được những cái hiệu ứng chụp hình nó sẽ ok hơn, nó lạ mắt hơn. Đó, bây giờ mình cho bạn coi một vòng thiết kế trước đi ha. Thì một trước này thì nó sẽ khác biệt về cái phần ống kính nè, về cái phần màn hình nè. Đây là cái mic rồi ha, thì cái mic trên phiên bản chính á, thì mình thấy là nó sẽ có 9 lỗ luôn đó, còn trên phiên bản 8 này á, thì nó chỉ khoét đúng một cái lỗ phía giữa thôi đó. Rồi đây là cái phần cạnh phải thì chính nè, 8 nè, cái phần nút nguồn á thì nó cũng sẽ được làm khác chút xíu mà đó, nó cũng hơi dày hơn chút xíu. Còn cái khu vực này thì mình không rõ là cái gì ha, không biết là gắn phụ kiện hay cái gì đó, thì khi nào mình xài mình sẽ chia sẻ sau. Còn đây là cái phần mặt sau, thì mặt sau mình thấy rõ ràng á là cái kích cỡ của phiên bản mà chính so với bản 8 á, nó cũng sẽ to hơn. Còn cạnh trên này thì nó vẫn tương tự ha. Con chính này thì có thêm một cái mic nè. Đây là cái nút chức năng, còn con 8 thì nó sẽ không có ha, chỉ có nút mà thôi. Còn cái bên dưới này á, thì nó vẫn tương tự, vẫn sẽ là một cái ngàm mới có từ con 8 rồi. Thì bạn có thể xếp gọn lại hoặc là bạn bật ra như này và bạn gắn là những cái tripod đi kèm theo của GoPro á, nó gắn vào đây, bạn quay. Và bên dưới này thì mình thấy là hình như là cái mic á nó cũng sẽ nhiều hơn so là con 8. Mình sẽ cho mở bạn coi ha. Đây mở ra đó. Mình thấy không? Đây, bên dưới nó như thế này nè, mình thấy không? Còn con 8 thì mình thấy là nó sẽ kính nè, đó, nó có một bên thôi, bên đây là bị kính nè, thấy không? Thì cũng khác nhau ha. Đó, rồi, ok. Thì đó là về tổng quan khác biệt giữa bên ngoài. Còn về cái phần cảnh thông, cái phần mà pin á, thì mình sẽ tháo ra cho mình coi luôn ha, con chính nha. Thì con chính này á, cái phần ngàm á, thì nó sẽ là có dạng lò xo, cho nên là khi bạn dùng ngón tay bạn kéo ra như này nè, đó, kéo ra hơi cứng nha bạn ha, đó, thì nó sẽ dở lên. Còn phiên bản 8 này á, thì khi bạn kéo phần ngàm xuống á, thì nó là đi luôn đó, nó không có bật lại, thấy không? Đó, nó sẽ bật cái luôn, nó không có bật lại, không có lò xo. Mở ra như thế này, đây bên trong ha, đó, bên trong của cả hai phiên bản 9 và 8 nó sẽ như thế này. Thì tương tự thôi, vẫn sẽ có là cổng sạc chính PC và sẽ có là một cái khe cắm thẻ nhớ bên hông như thế này. Và một cái điểm khác nữa đó chính là phiên bản Hero 9 á, cái pin của nó thì dung lượng nó cũng sẽ cao hơn là 1720 mAh, và nó sẽ giúp kéo dài được cái thời gian sử dụng khoảng là 30% so với Hero 8 theo như hãng công bố. Thì đây là cái pin của con Hero 8. Thì mình thấy là về kích thước á, thì do là pin của Hero 9 á, nó tăng về dung lượng, cho nên là kích cỡ nó cũng sẽ tăng lên, và dẫn đến cái việc là gì, là bạn sẽ không thể tận dụng pin của con Hero 8 để mà nhét vô con Hero 9 để mà xài ha. Bạn nào mà xài con Hero 8 á, mà mua khoảng chừng 4 năm cục mà xài á, thì coi như là bạn chỉ có thể xài được con Hero 8 thôi, chứ không thể tận dụng pin đó để mà gắn cho Hero 9. Thì đó là cái điểm bạn cần phải lưu ý. Đây cho xem một vòng về cái pin ha. Đây như này nè, đó, pin của 9 và 8 một vòng ha. Đây thì ra thì tương tự thôi, chẳng qua là nó to hơn chút xíu. Phía trên này nó là màu xanh dương, còn cái này màu đen. Rồi giờ mình sẽ gắn vô lại, thì gắn vô ha. Đó, gắn vô à, gắn ngược chiều đó bạn, gắn đúng chiều. Rồi, gắn vô đó, đây lại thì còn đây lại thì bắn việc bắn mạnh xuống là xong đó, nó sẽ vô ngàm này rất là tiện ha. Rồi gắn vô luôn, gắn luôn ha. Ây da, gắn vô đó. À, lại gắn ngược ha, lại gắn ngược. Rồi gắn vô. Ok, xong. Thì đó là tổng quan về các phần bên ngoài. Bây giờ mình sẽ mở cả hai cái phiên bản lên cho bạn coi luôn. Đây mình sẽ mở ha, bằng cách là mình nhấn vô lúc này nè. Đó, nhấn một lần thôi là nó sẽ lên nguồn. Rất là tiện. À, mở lên. Thì giao diện của nó là sẽ như thế này. Bạn thấy không? Thì về cái giao diện đó, mình thấy là nó vẫn tương tự như bản cũ thôi. Mình sẽ có là xem được cái dung lượng của thẻ nhớ nè, pin nè, và những cái tiêu chuẩn chế độ quay như là chúng có standard, activity, cinematic, đó, slow mo. Thì chơi phiên bản mới năm nay á, thì nó sẽ hỗ trợ quay tới là 5K 30 frame, 4K 60 frame và chụp được ảnh tĩnh là 20 megapixel.
và nó sẽ có hơn cả cái công nghệ là chống rung là HyperSmooth 3.0 mới, giúp mà cái việc quay phim á nó chống rung á nó sẽ mượt mà hơn, và nó sẽ còn nhiều những cái hay ho khác nữa. Thì khi nào mình trên tay lâu hơn á thì mình sẽ chia sẻ kỹ hơn, do cái này là inbox thôi. Đấy, thì cái điểm ăn tiền nhiều nhất đó chính là về cái mặt trước, thì nhờ vào cái màn hình phía trước này ha, và có làm hình màu luôn, cho nó là bạn có thể mình quay selfie chụp hình á, bạn làm vlog làm YouTube á thì nó sẽ thuận tiện hơn, bạn dễ dàng kiểm soát được hơn là cái video bạn quay nó sẽ như thế nào, thấy không? Đó, mình lỡ chạm cảm ứng nó cũng hiện lên nè, thấy chưa? Đây, cái mặt móc mình đang đó, mặt mình đang quay vào con iPhone 11 Pro nè, đó, thấy chưa? Nó hiển thị luôn nè, hình màu ha, rất là tiện luôn. Đấy, rất là hay ho và rất là xịn sò. Đây, một dòng ha. Chúng ta có thể chỉnh được cái ống kính wide, hay là chúng ta có super view đây. Đấy, hay là chúng ta có chỉnh được lean gần hơn. Đấy, thì cái này mình nghĩ là cơ bản rồi. Cái này là có trên đời trước rồi, cho nên mình sẽ không có chia sẻ nhiều nữa. Ok, thì đó là cái điểm mới trên phiên bản mà Coral Hero 9 Black này, rất là đáng tiền ha. Đó, mình cực kỳ thích cái màn hình này luôn, quay phim vlog là các kiểu là vô tư, quá đã. Và cái điểm cuối cùng đó chính là phiên bản Hero 9 Black này á, thì cái phần nắp che nè, nó có thể tháo ra được, mình sẽ tháo bằng con luôn ha, nhưng mà mình phải tắt đã. Ok, tắt nè. GoPro turn off. GoPro turn off. Nó không, có lẽ là do cái trình tiếng Anh của mình nó dở quá cho nên nó không hiểu ha, chứ cái con này thì nó sẽ có hỗ trợ ra lệnh bằng giọng nói luôn. GoPro turn off. Rồi nó không tắt rồi, thôi tắt tay đi thôi nha, thủ công đi có lẽ mệt đó. Rồi đã tắt, bây giờ mình sẽ dặn cách là xoay ngược chiều cái đồng hồ ha, để mình tháo ra. Đó, rất là cứng ha. Đây, dở lên như thế này. Đấy, thì đây cái là cái điểm mới nữa trên phiên bản GoPro Hero 9 Black. Thì mình thấy là cái ngành xung quanh nó sẽ là một điều kim loại nè, còn đây là cái phần nắp che ha, nó sẽ có cái ròn cao su và có hai cái thanh kim loại á, để mà khi bạn dặn vô nó sẽ rất là cứng, rất là cố định, và tất nhiên rồi khi dặn vô á, thì nó cũng sẽ chống nước luôn. Thì theo như hãng cho biết á, thì cái phần nắp che này á, cái việc mà tháo rời á, bạn có thể thay thế được cái những cái nắp che khác như là wide macro, nó tương tự là cách mà bạn gắn những cái ống kính rời cho smartphone á, thì nó cũng vậy luôn, bạn tháo này ra bạn gắn cái phần nắp che khác vô, thì như vậy thì bạn sẽ có được những cái hiệu ứng chụp hình hoặc là quay phim á, nó cũng sẽ tuyệt vời hơn. Và để gắn lại á, thì bạn việc đậy lại ha, đó, bước này bạn phải kỹ ha, mình việc gắn vô ha, sau bằng xoay theo đúng cái chiều cái đồng hồ đó, nó sẽ vô ngàm thôi. Mình sẽ làm lại con coi nè, đây đó, phải gắn đúng chiều của nó vào đúng ha, chúng ta đợi nó sẽ bị hư. À, gắn vô nè, à, chưa vô nè, thấy không đó, dặn đúng chiều mới được. Ấy, rồi đã vô ngàm. Ok, còn trên phiên bản mà Hero 8 này thấy không, nó đã bị khích hoàn toàn không nè, thấy không, nó nhô cao hơn nè, con 9 sẽ nhô cao hơn so với là con 8, và cái con 8 này thấy không, nó bị nứt kính nè, dẫn đến việc là bạn muốn thay thế thì bạn phải khửi ra hoặc đi đi ra đến hãng họ làm á, thì nó sẽ mất công hơn. Còn cái này thì hư hỏng hay là có nứt á, tháo ra gắn khác vô rất là tiện. Còn là cái phụ kiện kèm theo, bạn sẽ được Coro tặng hẳn một cái hộp như thế này ha, đó, bọc bên ngoài chất liệu vải nhìn rất là xịn sò luôn, đang như thế này để bạn chứa tất cả những cái phụ kiện bên trong, mở ra đấy như thế này. Đây thì bạn sẽ có thêm một ngăn lưới phía trên nữa để bạn đồ thẻ nhớ cáp sạc đinh các kiểu, rồi chúng ta có sách hướng dẫn đây, sạc cáp sạc ha, sạc là giữa PC nè, và một cái bát này thì được làm bo cong để bạn thêm mình gắn trên những cái mũ bảo hiểm á, nó sẽ thuận tiện hơn. Một cái khóa như thế này, cuối cùng là một cái bát đây. Vậy là cái bát ha, cái bát này thì nó đặc trưng rồi, của GoPro này mình không nói lại nữa, gắn vô siết trên cái con GoPro là xong. Thì bạn có thể tận dụng cái hộp này bạn chứa tất cả những cái phụ kiện ha, hay thậm chí là bạn bỏ luôn cả con GoPro Hero 9 á trong đây, kèm thêm một cái chân của GoPro luôn đó, bỏ gọn vô đóng lại là bạn có thể mang theo, cũng rất là tiện. Ok, thì như vậy mình đã trên tay nhanh cho bạn xem coi là phiên bản GoPro Hero 9 Black mới, cũng như là so sánh nhanh với lại phiên bản mà Hero 8 Black này, xem coi là nó sẽ khác biệt như thế nào ha. Và cái mức giá bán hiện tại á, lên kệ thì nó sẽ khoảng là 12 triệu. Thì bạn có sao về cái mức giá bán này cũng như là phiên bản Google Hero Black mới á, thì bạn việc comment bên dưới video. Còn đánh giá nhanh chỉ về chi tiết á, thì mình sẽ để bên dưới phần mô tả một cái bài viết chi tiết để cho bạn xem tham khảo, và khi nào mình xài được cái con này lâu hơn á thì mình sẽ chia sẻ kỹ hơn để cho bạn xem trong sắp tới. Rồi, chào bạn.